bạn ạ. Nay mình đưa Mimi ra bên ngoài để thay đổi không khí này. Bên ngoài này mát hơn em nhờ. Ngày này thích hơn em nhờ. Thương quá, thương quá. Mimi ơi. Trời, quả táo này. Quả táo này. Đã quá nhờ. Ngon thế. Để mẹ ăn xem ngọt không nào. Đây này. Xin mẹ cho. Mẹ cắn ăn dễ hơn nhở. Tự cắn. Ngon quá. Ngọt thế nhở. Ngồi đấy nha. Ngồi đấy mà ăn. Giỏi quá. À, không được. Đây, miếng này của con vừa nãy mẹ cắn cho ăn hết miếng này đã nào. Để đây, không được. Không được. Ăn xong miếng này đã. Không được. Đánh vào tay đấy. Đánh vào tay đấy. Ăn xong cái miếng này đã nhá. Mimi háu ăn lắm. Ăn chưa hết đã muốn vứt đi để lấy miếng khác rồi. Mimi đẹp gái đấy nhỉ. Ăn đi con, ăn đi. Ăn cho no rồi đi nhá. Ăn đi. À, xa xa kia là đàn bò nhà mình các bạn ạ. Đàn bò nhà mình đang ăn kìa. Lát nữa mình phải đi ra dắt bò về. Mimi ăn ngon quá nhỉ. Không được, ăn xong cái đấy rồi mẹ cho. Đòi lấy cái khác đấy. À, bóc vỏ à? Không ăn vỏ à? Không ăn vỏ à? Không ăn à? Rớt rồi. Nào, con ăn đi. Con ăn đi. Mimi giỏi ăn hết nha. Ăn hết cho no nha. Tối mẹ cho đi chơi nha. Ngon quá. Mimi ăn ngon quá nha. Mimi ăn ngon quá nha. Vậy Mimi ăn rất là ngon các bạn ạ. Mimi dễ thương này. À, con ngắm bò á. Em ngắm bò á. Con phải ăn hết nha, không được vứt nha. Ăn đi. Có con gà kìa. Ô, con gà kìa. Như thấy con gà nha. Mimi ơi, con đi nuôi gà. Bạn Mimi tò mò con gà. Đi lại đây với mẹ nào. Đi lại đây ăn nào. Mimi. Mimi ơi. Bạn ấy thấy con gà. Bạn ấy tò mò các bạn ạ. Đi lại lùa gà đấy. Cúc. Đi lại đây. Cháu gà mổ nha con. Bọn Mimi lùa gà. Đi lại ai ăn này. Đang ăn mà lại đi lùa gà. Này, cho này, mẹ cho này. Con quỷ này đang có Con đi đâu bác? Con vừa đi xem con gà hả? Đâu đấy? Con vừa đi xem con gà về à? Đi lùa gà về à? Đã có mổ cho con không? Hả? Hả? Có mổ không? Gà có mổ con không? Hả? Ôi trời. Gì? Sao lại nghịt mồm người ta? Sao nghịt mồm người ta? Ngồi đây ăn nha. Cái này. Rồi. Mimi hư quá. Mimi hư quá. Em đi ôm. Video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau này. Tạm biệt.